Ê, chịu đây cháy rồi anh Phong. Ủa, tuyệt không trời. Nè, cháy quá trời cháy luôn nè. Sao khổ dữ thần vậy? Ờ, Hà Nội hổng gài là mấy trận luôn đó. Bây giờ bão lụt vậy mình. Bão rồi cháy tùm lum chân á. Ủa, trời. Ghê không? Ghê vậy? Trời ơi, đứng từ xa mà có hơi nóng luôn đó. Không, cái này là khủng khiếp lắm nha. Vừa bão rồi dông rồi lại quả quạng nữa là mức độ gì đâu mà. Trời quá trời luôn rồi nè. Trời ơi, lửa không ơi nè. Hết biết trời. Khói quá trời. Khói quá trời, khói luôn. Mưa biết rồi. Nếu mà mưa chỗ này cũng không có hết nổi đâu. Để có xe chuyên dụng mới được rồi. Mà lúc gà là ngoài Hà Nội là bớt mưa rồi anh. Đấy hả? À, dùng ngoài thấp hơn, dưới miền Trung thôi á. Đúng rồi. Bây giờ hết mưa rồi á. Hà Nội giờ chỉ còn ngập lụt thôi, nó chiều cường nó rút chậm xuống thôi. Chứ thật sự là mưa là nó đã bớt nhiều lắm rồi. Quá trời luôn. Bà con Hà Nội người ta đi ngập lụt thôi. Chứ người ta không có khó khăn như là những tỉnh khác ở miền Bắc. Thì cũng giúp quá ha em. Ừ. Quá trời luôn quý vị ơi. Hết biết trái rồi con nè. Quá trời khói mịt trời, khói nguyên một bầu trời luôn nè. Quá trời luôn trời ơi. Chưa từng thấy mà cháy mà khói dữ dằn như luôn trời. Đen thùi lùi chứ rồi kìa. Mà Hà Nội ẩm lại là mấy trận vậy rồi. Cái gì? Sao quá trời thiên tai hết cái này tới cái kia xảy ra liên tục vậy trời. Nổ ra điện thoại. Xe cứu hỏa tới rồi kìa. Quá trời luôn, đường này đâu 3-4 chiếc rồi. Lính cứu hỏa quá trời luôn rồi kìa. Ừ. Anh xe lớn, anh chơi. Quá trời, giờ xe cứu hỏa tới, giờ chỉ có xe cứu hỏa tới nó dập tắt thôi á. Quá giờ lực lượng là chức năng là tập trung lại quá trời luôn á. Người ta cũng tập quá trời luôn rồi kìa. Bởi vậy. Cái này là không biết là nguyên nhân cháy như thế nào luôn cả nhà. Điểm đến của bạn nằm ở bên trái.
10 ngày sau khi trận lũ quét làng nổi xảy ra, lực lượng quân đội vẫn đang tích cực tìm kiếm số nạn nhân mất tích còn lại. Và sau những nỗ lực tìm kiếm, vào 10 giờ sáng ngày 18 tháng 9, lực lượng chức năng đã tìm thấy thêm một người bị mất tích tại thôn làng nổ. Mình không mang đi chôn luôn hay đợi giờ hả chú? Đợi giờ đâu, bây giờ đợi giờ đâu. Mấy giờ hả chú? Chắc là 2 giờ. À, 1 rưỡi 2 giờ. Như vậy, tổng số người ra đi tại làng nổ tính đến thời điểm này là 53 người. Tổng số người ra đi và mất tích trong vụ lũ quét kinh hoàng ở làng nổ là 66 người, giảm 29 người so với số liệu công bố ban đầu. Nguyên nhân dẫn đến sự cố số liệu này là do thời điểm xảy ra lũ quét, thông tin liên lạc bị gián đoạn, giao thông bị chia cắt nên việc thống kê, báo cáo gặp nhiều khó khăn. Nhờ có đội chó nghiệp vụ đến nơi, sau đó dùng cờ đánh dấu vị trí, rồi dùng máy móc và lực lượng để tìm kiếm, đã giúp ích rất nhiều để sớm tìm được những người còn lại ở làng nổ. Chú ơi, sao mà mình không mang đi chôn luôn hay đợi giờ hả chú? Đợi giờ đâu, bây giờ đợi giờ đâu. Mấy giờ hả chú? Chắc là 2 giờ, 1 rưỡi 2 giờ. À, 1 rưỡi 2 giờ. Nhà chị mất tổng mấy người? Chắc hơn chục người á. Hơn chục người hả? Bây giờ đã tìm thấy được nhiều chưa? Còn mấy đấy. Còn mấy người nữa hả? Bà con cô bác đang làm thủ tục. Bán hàng cho chắc ăn nhiều mà bèo.